And the next skill we will learn today is listening. Và hôm nay chúng ta sẽ học kỹ năng nghe đúng không nào? Và Unit 2 Urbanization chắc chắn rồi chúng ta sẽ học liên quan đến chủ đề đô thị hóa của chúng ta. Và chúng ta sẽ thảo luận những mặt tích cực cũng như là tiêu cực của vấn đề này, ok? Bây giờ chúng ta hãy đến với phần đầu tiên nào. Các em hãy nhìn những câu sau, nó đang diễn tả một cái xu hướng về số người sống ở đô thị. Và các em cùng cô đọc nhé. Năm 1900, chúng ta có 2 trên 10 người sống ở vùng đô thị. Tiếp tục, năm 1990, con số này tăng lên là 4 đúng không nào? Đến năm 2010, it's a 5 out of every 10 people live in urban areas. And in 2030, 6 out of every 10 people will live in urban areas. Như vậy là đang thể hiện một cái dự đoán ở đây. Và các em, sau khi đọc những cái thông tin này thì các em thử trả lời cho câu hỏi sau nhé. Suy nghĩ nào, what change do you notice? Cái xu hướng ở đây các em nghĩ là gì? Và thứ hai, what do you think of the effects of urbanization are? Như vậy là những cái tác động của vấn đề đô thị hóa sẽ là gì đây? Ok, và cô tin chắc là các em đã có câu trả lời của mình rồi đúng không? Bây giờ hãy đến với câu đầu tiên nhé. Về trend, về cái xu hướng ở đây, chắc chắn là chúng ta thấy cái sự tăng lên rất là rõ ràng. Và câu trả lời của cô, urbanization rates have been increasing steadily over the past 30 years. Và cái thứ hai đó là cái dự báo, in 2030, nearly 2/3 of the population will live in urban areas. Như vậy là dự báo ở đây là vào năm 2030 thì khoảng 2/3 dân số sẽ sống ở khu vực đô thị đúng không nào? Và với câu hỏi tiếp theo, what do you think the effects of urbanization are? Sự suy nghĩ về những cái tác động của vấn đề đô thị hóa sẽ là gì đây? Và cô sẽ gợi ý nhé. Ở đây chúng ta có thể có urban areas become very crowded. Như vậy là càng nhiều người sống ở đô thị đúng không? Thì chắc chắn rồi cái khu vực đô thị sẽ trở nên như thế nào? Crowded, trở nên đông đúc. A lot of people in the cities are not able to find jobs. Vậy thì càng nhiều người thì càng có nhiều sự cạnh tranh hơn đúng không? Và cái số lượng công việc thì vẫn như vậy. Dẫn đến điều gì nhỉ? Rất là nhiều người ở những cái khu vực thành phố sẽ rất là khó để mà kiếm được công việc. Và some people have to live in slums with poor sanitation. Như vậy là có những người họ phải sống trong những cái khu ổ chuột với những cái điều kiện vệ sinh rất là tồi tệ. Vậy thì nhớ cho cô nhé, slums là khu ổ chuột và sanitation chính là điều kiện vệ sinh nhé. Vì hai cái từ này nó sẽ xuất hiện trong bài nghe của chúng ta hôm nay. Và hãy đến với bài nghe nào. Trước khi đến với phần nghe thì chúng ta hãy cố gắng chuẩn bị cho cô những cái từ vựng liên quan đến bài nghe. Và phần 1, ở đây chúng ta có task 1 của chúng ta. Các em sẽ nối cho cô những từ ở phần bên tay phải của cô với những cái định nghĩa của nó, A, B, C, D, E tương ứng, ok? Cùng nhau đến với number 1 nào. Từ đầu tiên, mindset. Mindset có nghĩa là gì nhỉ? Ở đây các em nhìn đến mind và set, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một cái từ mà nó có một chút liên quan đến personal or group habitual attitudes, đúng không nào? Và nó chính là định kiến. Như vậy, number 1 của chúng ta, định kiến, mindset nối với D. Ok, number 2, discrimination. Từ này quen thuộc đúng không nào? Nếu như các em đã theo dõi chương trình tiếng Anh lớp 10 của cô, trong chương gender equality, chúng ta đã gặp rất nhiều, cô đã nhấn mạnh rất nhiều về một từ trái nghĩa về từ equality, chính là discrimination. Và number 2 của chúng ta rất dễ đúng không? Đó chính là E, the practice of treating one person or group unfairly because of their sex, race or age. Như vậy là đối xử với những người nào đấy, một nhóm người nào đấy không công bằng bởi vì là giới tính hay là chủng tộc hay là tuổi tác chẳng hạn. Vậy ok, rồi với từ tiếp theo, housing. Housing chắc chắn là các em đã đoán ra đó là A đúng không nào? Buildings and other shelters that people live in, providing of accommodation. Như vậy khi nghĩ đến housing, chúng ta đã nghĩ ngay đến những cái từ như là building, shelters, accommodation. Và chúng ta có 3 đối với A. Number 4, sanitation. Như cô đã gợi ý ở phần trước rồi, chúng ta có từ này có nghĩa là điều kiện vệ sinh, thì nó chính là C, the protection of public health by removing and treating dirty water waste. Ok, and number 5, progressive. Progressive mình sẽ hiểu là chỉ còn một đáp án cuối cùng thôi, đấy chính là B, và nó chính là sự tiến bộ đúng không nào? Supporting new and modern ideas and favoring change. Ok?
Bây giờ khi mà chúng ta đã hoàn thành xong bảng này thì hãy cố gắng nhớ cho cô những từ này nhé, bởi vì nó rất là những từ quan trọng sẽ xuất hiện trong bài nghe của chúng ta. Và ở đây chúng ta có task 1 của bài nghe, các em sẽ nghe đoạn hội thoại và xác định cho cô cái nào sẽ là cái tiêu đề phù hợp nhất của bài nghe này. Và sau đấy đến với task 2, các em lại nghe một lần nữa và có thể là điền cho cô những câu sau. Ở đây, những câu ở dưới đây đều thiếu và các em hãy chọn đáp án cho cô A, B, or C để điền vào sao cho phù hợp với nội dung của bài nghe nhé. Và cố gắng sử dụng cho cô những kỹ năng mà cô đã hướng dẫn trong tất cả cái phương pháp của cô. Đó chính là các em hãy cố gắng, đối với những câu về title, các em hãy cố gắng bắt được cái thông tin ở cả bài, cũng như thường là nó sẽ nằm ở phần đầu tiên giới thiệu của bài nghe, đúng không nào? Và đối với những câu như thế này, chúng ta hãy để ý cho cô, gạch chân cho cô những cái từ vựng mà các em cho là quan trọng để các em có khả năng đoán tốt hơn khi các em bắt được từ đấy trong bài nghe. Ok? Hello everyone. Last week, we talked about the causes of urbanization. Today, I'll discuss its advantages and disadvantages. Urbanization can bring about a lot of benefits. It can offer people from rural areas not only opportunities for better paid jobs, but also access to schools, hospitals, and other social services. As a result, people's overall standard of living can improve. People in rural areas tend to be more conservative and follow old-fashioned practices like child marriage and gender discrimination. The process of urbanization can actually change their mindset and help them to accept more progressive ideas. However, there are also some obvious disadvantages. High rates of urbanization can contribute to more crime in big cities. Although many people benefit, not all get the opportunity of a good and stable job. Unemployed people are more likely to engage in robbery, kidnapping, murder, and other illegal activities. Another problem caused by urbanization is the shortage of affordable housing in big cities, which can result in growth of slums with no sanitation or drinking water. In addition, urbanization leads to the shift of the working population from agriculture to industries. Labor shortages in rural areas are likely to result in a decrease in agricultural and food production as well. To sum up, urbanization can bring social and health benefits. However, it also has its own drawbacks. I've only discussed some of them. If you have any questions or comments, please feel free to raise them and I'll try my best to answer them. Bây giờ chúng ta hãy đến với đáp án nhé. Và đối với câu đầu tiên, best title. Khi mà các em nghe về cái vấn đề này thì chúng ta thường là nó sẽ nằm ở đoạn đầu, đúng không? Vậy thì hãy cùng cô phân tích bài nghe đoạn đầu nào. Hello everyone, last week we talked about the cause of urbanization. Như vậy chúng ta đã có là cái gì nhỉ? Cái nguyên nhân của đô thị hóa. Today I discussed its advantages and disadvantages. Như vậy là đấy là tuần trước, đúng không? Nhưng cái quan trọng là hôm nay người nói sẽ nói về vấn đề gì? Cái mà tích cực cũng như là tiêu cực của vấn đề này. Vậy thì ở đây advantages and disadvantages nó sẽ tương ứng với từ nào? Chính là pros and cons, đúng không nào? Người ta không sử dụng lại cái từ đấy, nhưng đây là chính là paraphrasing. Người ta sẽ sử dụng một cái từ có nghĩa gần giống như thế, ok? Đối với những câu hỏi tiếp theo của task 2 nào, chúng ta có câu đầu tiên. Hãy gạch chân để cho cô những cái từ mà cô ở đây chúng ta cần để ý là đó là vấn đề về urbanization và people from rural areas have access to đi với một tính từ nào đấy, đi với jobs. Sau đấy sẽ là education and health care. Thì các em có bắt được từ này không?
Ở trong đoạn đầu của bài, đoạn đầu tiên khi nói về urbanization, tác giả nói như thế nào? It can offer people from rural areas, chúng ta đã có những từ khóa giống như là câu hỏi đây, và better paid jobs. Ok, vậy như vậy thì chúng ta sẽ có better paid job, chính là đáp án A của chúng ta. Better paid. Number 2, after moving to cities, rural people become less. Để ý cho cô nhé, hai thông tin, rural people and less. Như vậy thì ở đây hãy để ý cho cô trong phần văn người ta nói như thế nào. People in rural areas tend to be more conservative. Tuy nhiên, đấy là những người mà sống ở trong cái miền quê đúng không nào? Thì cái câu ở dưới đấy nó sẽ chính là cái câu trả lời của chúng ta. The process of urbanization can actually change their mindset, accept more progressive ideas. Như vậy là cái chính là quá trình đô thị hóa làm cho họ di chuyển từ vùng quê ra vùng đô thị sẽ làm cho họ như thế nào, thay đổi cái định kiến của họ. Và như vậy thì rõ ràng là những cái người mà sau khi rời khỏi thành phố, họ sẽ trở thành, sau khi mà họ rời miền quê để đến thành phố thì họ sẽ trở thành như thế nào? À, chắc chắn sẽ là trở nên ít định kiến hơn đúng không, ít bảo thủ hơn đúng không nào. Như vậy chúng ta có less conservative, để cho cô cái này nhá. Như vậy khi chúng ta nghe được là more conservative, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu là ở đây câu hỏi của chúng ta là sau khi họ rời khỏi cái vùng quê đấy thì sẽ như thế nào, và đó chính là B của chúng ta. Ok, tiếp tục nào. Many people benefit from urbanization, but not everyone has an opportunity to. Để cho cô nhé, not everyone và opportunity để như thế nào nhỉ? Ở đoạn tiếp theo của bài chúng ta có however there are also some obvious disadvantages. Như vậy là người ta thảo luận đến cái vấn đề đó là những mặt tiêu cực. Và ở đây not all chính là đúng, chúng ta thấy gần như bằng với not everyone của chúng ta đây. Get the opportunity of a good and stable job. Như vậy đáp án của chúng ta rất dễ đúng không? C, find stable employment. Chúng ta không thấy cái từ job được nhắc lại, nhưng mà employment nó gần như là tương ứng, và quan trọng nhất là từ stable. Ok, tiếp tục. The shortage of accommodation in big city can result in. Như thế nào nhỉ? With no sanitation or clean water. Khi mà nghĩ đến cái này thì cô đã nghĩ ngay đến những cái điều kiện nhà ở nó rất là tồi tệ rồi. Và nhớ cho cô nhé, shortage of accommodation, big city, resort. Và chúng ta hãy cùng nhìn những cái từ khóa này trong bài nó dẫn đến vấn đề gì nhỉ? Growth of slums with no sanitation or drink water. Như vậy là cái sự tăng lên của những khu ổ chuột thì người ta lại không sử dụng lại cái từ slums này, mà nó sẽ sử dụng cái từ gì? Ở đây chính là creation of very poor areas. Và very poor areas sẽ bằng với slums, ok? Như vậy, đáp án tiếp theo của chúng ta chính là C. Và number 5, the shift of workers from agriculture to industries can lead to. Như vậy là cái sự chuyển giao về lao động từ những cái vùng nông nghiệp đến những cái vùng công nghiệp sẽ dẫn đến vấn đề gì đây? Và ở đây để ý cho cô nhé, in food production, cái vấn đề tăng hay là giảm hay là vẫn giữ nguyên ở đây. Và chúng ta hãy đến với phần cuối cùng, a shift of the working, và nó dẫn đến như thế nào nhỉ? Decrease, giảm đi đúng không nào? Vì đó là cái lực lượng sản xuất ra cái nguồn thực phẩm chính mà. Như vậy thì rất là hợp lý đúng không? Đáp án tiếp theo của chúng ta, a decrease chính là bằng với a fall, cái giảm xuống đúng không nào? Ok, vậy là sau bài này thì chúng ta có cái phần kết luận của bài nghe mà cũng nghĩ rất là hay. To sum up, urbanization can bring social and health benefits. However, it also has its own drawbacks. Như vậy thì rõ ràng một cái vấn đề là luôn luôn có hai mặt, và tác giả đã kết luận là cái việc đô thị hóa thì có thể đưa ra những cái lợi ích về mặt xã hội cũng như là sức khỏe. Tuy nhiên, tác giả đã nói đến có cái bất cập ở đó rồi đúng không? Và I've already discussed some of them. If you have any questions or comments, please feel free to raise them and I try my best to answer them. Như vậy thì sau một cái cuộc thảo luận thì chúng ta rất là muốn nghe những cái ý kiến khác, và cô cũng như vậy rất là muốn nghe các ý kiến của các em. Vậy thì nếu như có bất kỳ những ý kiến gì về vấn đề đô thị hóa này các em bổ sung thêm được thì hãy comment ở dưới nhé. Và đừng quên là bạn sẽ cho thấy chúng con. Goodbye and see you in the next lesson.